Chào bà con nông dân và các bạn, đây là Xuân Nông TV, kênh truyền hình chuyên về nông nghiệp công nghệ cao. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với bà con về những cái vấn đề liên quan tới thủy canh, kỹ thuật trồng thủy canh, cách lắp đặt thủy canh, những kinh nghiệm về trồng rau thủy canh. Thì đầu tiên về thủy canh thì tôi sẽ chia ra thật nhiều chủ đề nhỏ để bà con dễ theo dõi hơn. Thì hôm nay là chủ đề về cách xử lý cái nguồn nước đầu vào. Đây là vấn đề mà hiện nay rất nhiều bà con hỏi tôi là làm sao mà để trồng rau thủy canh mà không bị nhiễm khuẩn, không bị virus và không bị những cái bệnh. Tại vì chúng ta đa số trồng thủy canh trong nhà màng thì nó đã rất đạt rồi, nhưng tại sao rau vẫn bị bệnh? Thì điều kiện thời tiết chúng ta đã xử lý tốt, vậy thì cái nguồn nước là cái yếu tố còn lại mà nó quyết định rau tốt hay không tốt. Và hôm nay thì tôi hướng dẫn với bà con cách lắp đặt một cái hệ thống lọc cho cái hệ thống thủy canh của mình. Thì nước máy hoặc là nguồn nước ao hồ hiện nay thì nó đã nhiễm khuẩn và rất nhiều virus gây bệnh cho cây trồng. Vì vậy mà bà con phải sử dụng một cái hệ thống lọc. Hôm nay thì tôi giới thiệu cho bà con là ba cái loại lọc này. Thì với ba cấp độ lọc khác nhau và sẽ cho ra một loại nước phù hợp để mà mình trồng rau thủy canh. Thì đầu tiên tôi giới thiệu với bà con cái loại lọc đầu tiên là cái loại lọc thô. Loại này là có cái lỗ nhỏ là 5 micron. Thì cái loại này chủ yếu chúng ta lọc bụi, bặm và những cái cặn ghét. Đó. Thì bà con nhớ lọc cái này. Khi bà con mua về thì bà con lọc nha. Và khi bà con đến công ty Xuân Nông thì lắp sẵn cho bà con cũng được. Đó, mà còn lắm. Thì khi lắp vào thì bà con chú ý nó có hai cái lỗ in và ao. Thì nước vô như thế nào á, nước vô là gác nó nằm bên ngoài thì mới đúng, còn nếu như nước vô trong lõi là sai nha bà con. Nước vào bên trong lõi thì bà con sẽ rất khó vệ sinh. Xin cứng lại. Thì hai cái lỗ in và ao này, in tức là nước vào và ao là nguồn nước ra. Đó, bà con chú ý. Tiếp theo là một cái lỗ lọc thứ hai là lỗ lọc làm mềm nước. Thì lỗ lọc này sẽ giúp cho bà con lọc các cái kim loại nặng và khoáng chất. Thì lỗ lọc này sản xuất tại Nga. Chữ tiếng Nga nghe bà con. Cái loại lọc đầu tiên là của Mỹ, loại lọc thứ hai là của Nga. Lọc hết ra nha bà con. Bây giờ tôi làm mẫu thì tôi giữ lại cái thương hiệu nha. Đó. Rồi. Sau đó bà con dạ mặt. Đây là lỗi lọc cuối cùng, lỗi lọc quan trọng nhất trong hệ thống, một sản phẩm của Nga sản xuất. Thì lỗi lọc này có cái lỗ nhỏ tới 0,001 micron, thì nó sẽ lọc được vi khuẩn, virus và các cái kim loại nặng, thì nó sẽ làm cho nước mềm hơn và sạch hơn. Đó. Thì bà con cũng tháo lỗi lọc này ra. Đó. Và chúng ta đặt vào bên trong. Đó. Sau đó thì mình tiếp lại. Rồi, sau khi mà bà con gắn lọc xong rồi thì bà con tiếp theo là bà con nối ba cái lọc này lại với nhau. Đó. Đây. Lọc thứ nhất nè. Bà con dặn ngay cái đầu ao. Nhớ uống bằng keo non nha bà con. Rồi. Tiếp theo bà con
dẫn vào cái đầu in. Cho lõi mặt thứ hai là cái lõi làm miền nứt. Lõi cuối cùng là lõi thứ ba, lõi quan trọng nhất. Cái đầu in. Và tiếp tục. Mỗi một cái cốc lọc như vậy thì nó có tổng cộng là 4 lỗ. Giờ bà con cứ bắn khi nào nó thấp thì nha. Rồi, cứ bắn tạm 3 con thôi. Sau khi dính xong rồi thì bà con lắp này vào tường và chúng ta đấu nước vào. Cái nào in là nước vào, out là nước ra. Thì đối với cái áp lực nước phong tên hay nước máy ở gia đình mình sử dụng thì lõi lọc này có thể giúp bà con lọc được từ 10 tới 15 lít trên 1 phút mà chúng ta không cần phải sử dụng cái máy bơm. Không cần sử dụng máy bơm vẫn có thể lọc được nước. Nước máy ở thành phố Cần Thơ á, là nồng độ BPM là 130 và sau khi qua hệ thống lọc này thì tôi đo được là nồng độ khoảng 50 ppm, thì nước tương đối đã rất là sạch rồi. Thì đối với loại lọc này là chúng ta sẽ sử dụng cho hệ thống trồng rau thủy canh rất là tốt, nhưng mà tôi khuyên bà con là không nên sử dụng nước này để uống, tại vì nếu mà qua một cái hệ thống lọc như thế này đó mà bà con sử dụng nước này để uống á thì nó sẽ bị suy dinh dưỡng vì tất cả các khoáng chất đã được lọc sạch. Đối với một hệ thống lọc nước uống thì nó sẽ qua những cái lõi lọc khoáng á, tức là sẽ qua thêm một số khoáng chất nữa thì bà con mới uống được. Còn lõi này chỉ phù hợp để cho bà con trồng rau thủy canh thôi. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Nếu mà bà con muốn tìm hiểu về lọc nước để trồng rau thủy canh và giải pháp nào để mà có được cái nguồn nước sạch để trồng rau thủy canh thì bà con có thể liên lạc với số điện thoại trên màn hình hoặc là đến chi nhánh của công ty Xuân Nông để đội ngũ chúng tôi tư vấn cho bà con. Xin cảm ơn bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video kế tiếp.